Hello cô chú chưa? Hello. Còn bây giờ con nói với cô chú là con chuẩn bị làm gì? Con làm make up. Đâu phải make up, làm gì đây? Mình chuẩn bị làm gì? Không biết luôn. Mở quà. Mở quà. Của bà tặng. Bà tặng. Bà tên gì? Con không biết luôn. Con không biết tên bà hả? Dạ. Bà tên là Mai Anh. Con nói đi, Mai Anh. Mai Anh. Bà Mai Anh. Mai Anh. Đúng rồi, con nhìn vô đây nè, con nhìn vô, con nói cá nè, con nhìn vô con nói con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Sức khỏe. Trời ơi, chúc bà sức khỏe hả? Trời ơi, trời, con được không? Được đời không? Con nói đi, chúc bà sức khỏe. Chúc bà sức khỏe. Chúc bà sức khỏe. Đúng rồi. Trời đúng, nó xạo cái miệng nó vậy, để cho người ta mua quà cho nó đó, có được không? Hồi bữa là bà gửi rồi, cái xong rồi bà nói bà gửi nữa. Cái nói trời đất ơi, bà gửi chi gửi hoài mà bà nói không, bà yêu chay nên bà muốn gửi. Trời đất ơi. Để coi bà gửi cho chay quà gì nha, chay tự mở ra đi. Mở vậy nè con, đó, mở ra đi. What is that? Không biết luôn. Không biết luôn thì mở đi rồi mới biết. Wow! Đây nè, mở gì nè, để đây cho cô chú biết. Rồi để mày mở này nghe coi. Oh my god. Mở ra coi cho khoe cô chú coi được cái gì nữa. Oh my god. JD, isn't it a unicorn? Yeah. Oh, shoes. Toy. Glasses, yes. It's rain. It's pineapple glasses. Oh. Này, cái này là gì đây? Không biết luôn. Không biết luôn gì, cái này là cái nón nè. Đây, để mày đeo vô cho, đeo vô cho, nhìn vô camera coi, nhìn vô camera mày đeo nón cho. Mày cho tự làm. Tự làm gì, có biết làm đâu, tự làm. Oh my god, how cute, JD, you look so cute. It's two eyes, mommy. Hả? Two eyes. What? Two eyes, look eyes. Rồi, để mẹ lấy mày bắt kiến ra cho chị đeo nha. Wow, khui hàng cái mắt kiến này ra luôn, đeo cho cô chú coi luôn. Mắt kiến này. Rồi, đây, nhìn vô. Ôi chào ơi, nó ngầu dữ vậy ta. Lấy tay ra. Trời ơi, bà Mai Anh mua cho chơi cái mắt kiến pineapple. Đeo vô. Nhìn lên camera. Lấy tay ra. Wow. Ôi trời, hung nữa trời ơi. Wow, con có thích không? Con thích không? Trời ơi, bà Mai Anh mua quà nữa. Bà Mai, trời ơi, còn đôi giày. Ui, chào ơi, cái đôi giày. Đôi giày là. Mang giày vô không? Show you. Oh, you show me, ok. Để mẹ cắt cái dây giày ra đã. I don't put this one, ok. Ok, để mẹ cắt cái dây giày ra đó mẹ. Ui cha ơi, đồ dài có điện luôn nè chay. Chay đồ dài có đèn luôn nè chay. Mang dài vô coi gì Kiều. Thôi ơi, có đổ nón còn đeo kiến nữa, gớm không? Gớm không? Trời ơi, gớm không? Ui cha ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Giống Justin Bieber quá, đội Kiều đó giống Justin Bieber. Rồi mang dài vô. Bỏ kiến xuống mới mang dài, mới thấy đường mang dài vô đúng không? Ê, để quay xa cho cô chú thấy cái màn vậy. Trời ơi. Bà Mai Anh mua nhà đồ cho chay nữa luôn tài. Wow. Trời ơi đôi giày quá. Happy birthday to you. Mày bay với anh. Bà Mai Anh đúng rồi đây nè. Trời đất ơi, mang đôi giày vừa y luôn. Giống như Kiều vậy. Rồi bắt đầu đứng lên đi nè, bây giờ bắt đầu đứng lên đi nè. Thôi đất ơi, nhìn giống như Kiều quá đi thôi. Ôi trời ơi, coi kìa. Như Kiều ba mùa mưa kìa. Xúc kiến ra nè hả, cái kiến xúc ra hả. Trời ơi, cái xúc kiến này. Ôi trời ơi, coi kìa. Rồi, đội nón vô. Đây mày làm cho. Con làm không được đâu, đây mày làm cho. Từ. Mẹ làm mạnh cho nó dính vô nha. Ok. Mẹ làm cho. Đúng rồi. Đây nè, bây giờ mẹ làm nè. Trời, trước tiên là gỡ cái này ra.
Bà Anh. Ừ, bà Mai Anh. Rồi, rồi, rồi đây đây. Rồi đây nè, để con để cho nó dính vô là con phải đeo ở trong, phải không? Đó, nó mới dính vô được, hiểu không? Đó, rồi ôm em đi. Ôm em đi. Rồi, đi đi. Bây giờ đi ra ngoài đường chơi nè, bây giờ đi ra ngoài đường nè. Ra ngoài đường nè, phe hàng xóm. Đi, ủa sao gỡ kiến ra rồi? Đi đi. Cái gì kiếm gì nữa? Cái gì kiếm? Ai nè, kiếm. Rồi đeo đồng hồ vô luôn hả? Cái chi mà cứ gỡ ra miết rứt trời. Rồi đây mẹ đeo lại cho. Đây mẹ mang lại cho. Rồi, đây. Lego. Rồi ok, đeo mang đeo tay tay đeo đồng hồ vô. Rồi đồng tay này, tay này. Tay này. Đó, tay này đeo đồng hồ vô chưa? Trời đất ơi, bà Mai Anh mua đồ gì vậy? Thời trang không vậy trời. Ơi, mua em unicorn nữa nè. Unicorn 7 màu sắc nữa nè. Đây. Đây, đeo vô. Rồi, đổ nón vô nè. Xúc ra. Xúc ra hả? Đó, rồi. Ok, hết xúc ra rồi. Rồi, ôm em. Rồi, đi đi chị Kiều. Trời ơi, đúng gì Kiều luôn ông nội ơi. Chị Kiều chờ em với chị Kiều. Ờ, chị Kiều chờ em nhé. Để em đi em quay chị Kiều. Chị Kiều về quê nhớ mua sô cô la nghe chị Kiều. Về là phải có sô cô la chứ không có sô cô la là mệt á. Trời ơi, đất ơi, đúng chị Kiều luôn ông nội ơi. Này không phải con tôi rồi, này không phải dân bánh te con tôi rồi. Trời cô ba đi cái tướng mà kìa. This way. Trời ơi trời, có chịu nổi nó không trời? Trời ơi giờ này lạnh thấy bà luôn, đi ra ngoài nằm ấy có được không? Trời ơi chị Kiều ơi, rớt em rồi chị Kiều. Đi ra kia, đi ra chỗ khác. Cái kiến nó hơi bự hả chị Kiều? Cái mặt chị Kiều hơi nhỏ phải không? Ừ, mặt hơi nhỏ phải không? Trời ơi, có đôi giày chị Kiều mang đẹp quá chị Kiều ơi. Mang không vừa nữa cho em nha. Không. Không hả? Lên ghế ngồi là đúng chị Kiều luôn. Đúng chị Kiều luôn á, lên ghế ngồi. Trời ơi, đâu mà mẹ mua cho chị cái quần mấy cái màu. Lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi đi, lên ghế ngồi tạo kiểu, tạo dáng. Chụp hình. Thôi đừng có ngồi đó. Ngồi đây nè, ngồi ghế này mới đã nè. Thôi ngồi ghế đó đi. Hello. Hello. Rồi lại lên. Rồi chị Kiều lên ngồi, xích vô chị Kiều. Không. Em để bé ở đây nha. Dạ. Hat. Nè, để em đội nón vô cho chị, để em đội cho. Không, không. Em đội. À, em đội đi, em đội đi. Em đội đi. Ôi cha ơi. Trời ơi, cái nón mà cũng match với lại cái eo xà nữa chứ mới giữ chứ, bởi vì nguyên cái bộ trang phục này là đúng phải là đi chung với nhau chứ mà còn đi riêng là chết. Màu vàng, có màu vàng, cái pineapple này có màu vàng, rồi mấy màu này nó cũng đi chung với cái mấy màu này nữa. Ôi cha ơi. Quá. Hả? À, đeo làm sao cho đừng có xúc ra nữa phải không? Này mày chỉ cho, này mày làm cho. Để cho mommy. Ok, đội vô. Ngồi im, đưa cái đầu để im. Được rồi, dĩnh đi, dĩnh đi. Dĩnh đầu để im đi. Này mày coi coi sao nó. Tại vì nó bự quá đó chay. Nó bự quá đó. Cái gì? Nắng không? Rồi được chưa? Ui chào ơi, coi đẹp dữ trời. Giảm gì thở. Ui trời, quá sành điệu luôn. Người gì mà sung sướng gì ăn thì cứ nhận quà hoài.
Thôi không muốn đi xuống nước không. Mai nuôi dài đẹp là không có đi xuống nước. Nước chị vui. Nay gió lớn mà giờ chay là hết tắm xong được nhiều rồi nè, giờ nước lạnh rồi. Hả? What? Your dress? Yeah. I look bad. Hát đi. Này. Bị xúc ra hả? Tại vì cái này nó bự quá đó, cái mặt con nhỏ quá đó nên bị xúc ra đó. Rồi nhắn đợi vô. À. Pineapple đúng rồi. Cô chị. Again. Xúc nữa mẹ, xúc nữa hả? Dạ. Xúc thì lùa vô. Ủa đâu anh kéo, chỗ đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, thằng nói thiệt, đúng là chị Kiều. Xì tay này là chỉ có là chị Kiều mới xì gần mới có nổi thôi, chứ còn không ai có nổi gì xì tay này. Mùa hè đổ nóng lên. Hiểu không? Đeo kiến đồ này kia y như pha đì vậy đó. Xúc nữa hả? Thôi, vô nhà người ta làm chi vậy? Người ta đi làm hết rồi chơi ơi, không ai trong nhà đâu chơi. Ai đâu? Ai. Tự nhiên vô nhà người ta hỏi ai. Rất là duyên dáng. Nhà người ta trong khi mở cửa la. Cô nói là chay mở cửa ra. Đúng rồi, ra chứ không có la nghe. Mở cửa ra. Ra. Nhà của người ta mình không có mở cửa ra được. I said no. No, no, no. JD, when mommy said no is a no. Yes. No. Thôi đi bỏ con chay luôn. No. Làm sao? Ngồi bên kia rồi. Ngồi thấp mới quay được chứ ngồi bự quay không được. Phải ngồi đây mẹ mới quay chay cho cô chú coi được. Trời ơi, cô đeo đồng hồ kìa, muốn giọng chưa. Xúc nữa, đeo vô đi, con tự đeo vô đi. Mẹ tự đeo không được. Con tự đeo không được hả? Ok. Rồi. Ôi chào ơi. Bà Mai Anh mà bắt coi được cái video này chắc thôi á. Đây. Đi đó làm chi? Không, chị dọn nhà đi rồi chị đâu có còn ở đây nữa, đi kiếm chị. Tội nghiệp phải không? Chị dọn nhà đi rồi con. Ai đâu? À, cái con đó là con ếch đó, giống con đó. Cái con đó là hiện tại nhìn giống y chang con bây giờ luôn á. Hồi thôi coi kìa. Đó, cái con đó giống y chang con hiện tại bây giờ luôn vậy. Màu sắc luôn. Đeo kiến đeo xuống tới hai cái cánh mũi luôn. Đeo kiến đeo xuống hai cái cánh mũi luôn rồi ha. Mũi. Đây vô. Đúng rồi, ai mượn cái mũi gãy quá anh chị hả? Mốt cho tiền đi nâng mũi nghe chay. Bông mai mốt mày cho tiền chay đi nâng mũi nha. Đó, rớt đồ. Cái đồ câu cá chứ ai đâu là anh với chị đi rồi không. Hello. Em ngồi. Thôi, giờ cái đường đó chú đi vô, sao có em ngồi được? Move, so he can go in. Hi cutie. What is that, your unicorn? Yeah. It's so cute. You're so cute. Thank you. Chú đó. Nhà chú ở trên lầu á con. Hi, okay. Em sao? Em đeo. À, cho em đeo hả? Dạ rồi, em up dạ.
mẹ cho em. Ừ. Mẹ cầm. Mẹ cầm nè. Cầm cho em đeo hả? Đúng rồi, ngược rồi, đúng rồi. Ui chào ơi, em unicorn này đẹp dữ rồi hè. Cái mũi của em cao hơn mũi con nên em đeo được, còn mũi con thấp quá không đeo được. Mẹ hat. À, hat nè. Cái mẹ ơi, nón con đâu? Nón con đâu? Mẹ nón đâu? Đó, đó, đạp hồi gãy cái kiến bây giờ đó chay ơi. Chọn nón cho em hả? Rồi đợi đi. Thôi chơi này mình về nhà chơi chứ ai ra trong ngoài đường ngồi chơi vụ ni trời. Hả? Thôi thôi đi về nhà đi. Đi về nhà chơi. Mẹ ngồi im. Hát. Hát rồi đi, đội nón vô. Mẹ còn lát thì đội nón. Đội nón rồi. Rồi, có đeo kiến không? Dạ. Ok. Rồi, đưa đây. Ngước ngước mặt lên coi, ngước mặt lên. Đúng rồi. Thưa cha, một tay tôi cầm cái camera, một tay tôi quay nó, một tay tôi đeo cái này nữa ông nội ơi. Ngước đầu lên, ngước đầu lên. Ngước lên vừa vừa thôi chị hai. Ngước quá. Rồi. Không mệt nó khỏi đâu khiến nó mệt. Mệt quá. Mẹ, mẹ đúng. Để, đưa, bỏ tay xuống để mẹ đeo vô. Mẹ tự cầm. Rồi tự cầm thôi đi về đi. Đi từ từ phải không? Rồi từ từ rồi đi về. À không, dắt cái kiến này nè, dắt cái kiến này mới sành điệu. Cái kiến này nè, đó. Đưa đây, đưa cổ đây, đưa cổ đây. Ngước cổ lên, dắt ngay chỗ này nè. Đây nè, dắt ngay chỗ này nè. Đó, đúng luôn. Đây đây đây. Con hỏi ai mua dứa không? Nói đi. Ai mua dứa không? Trời ơi, vậy là chuẩn bị tới mùa pho này là chay có giày mới mang rồi. Mẹ khỏi cần mua giày cho chay, chay có hai đôi giày quá đẹp luôn. Mua chi nữa? Khỏi cần mua giày nữa. Thôi đi về, về. Mẹ còn công việc ở nhà, đi về, về. Về ngồi trong nhà chơi đi, mẹ làm công việc đi. Mẹ quay nãy giờ cho cô chú cũng đủ rồi, lại lên, đi đi đi. Giúp mẹ đi, giúp mẹ đi. Đúng, đúng rồi, chắc vô đó, đúng rồi. Dắt vô. Đó, đúng rồi, rồi ôm em. Rồi đi về con. Vì sao không được? Có rối ghê thiệt á. Đi. Cái nhà đó không phải của chị với anh nữa, đi về. Cái nhà đó chị với anh đi rồi. Con muốn ngồi đây con chờ chị hả? Trời ơi, mẹ nói là chị với anh đi về rồi, không có còn ở đây nữa. Chị với anh đi cách ở đây hả? Một tiếng đồng hồ lái xe lận. Ở trong đó không có ai ở nhà con, đi con. Ai cười? Ai cười cái cô đó, cô tắm ngoại cô cười chứ ai cười. Không. Đi con. Không cười. Không cười nữa hả? Ai không cười nữa. Ngồi. Trời đất ơi. Rồi ngồi. Đó, giờ nó xào quần với mấy đứa này tới tới chiều nè. Thôi em này nhiều màu quá thôi. Rainbow, đúng rồi. Màu white, đúng rồi. Mắt màu gì? Mắt màu purple, màu blue. Mắt màu purple, màu blue. Mẹ glasses, mommy want glasses. Ờ, con muốn mẹ đeo hả? Cái gì vậy? Bị kẹp vô tay hay gì rồi? Bị ai mượn con, làm từ từ thôi. Nè, mẹ đeo vô đẹp lắm nè. Dạ, không đi, mẹ ngồi với con. Mẹ qua đây ngồi mẹ, qua đây ngồi mẹ cho sáng. À. Rồi đã nón vô luôn phải không? Ok ok, đã nón vô luôn. Cái kiến này mà đậu vô đồ nón không được. Rồi rồi rồi, để từ từ ta đeo vô. Đó. À, ôm em luôn hả? Ôm em luôn. Ừ, nó kêu ôm em luôn. Rồi. It's upside down. Ok, đẹp chưa? Con thấy mẹ giống con không? Rồi trả chay nè. Để lên. Đây, rồi trả chay á. Hai mẹ con buổi trưa ai cũng đi làm á, có mình hai mẹ con khùng. Mẹ cook it up. Ờ, đi đều đổi nón rồi làm chuyện hả, đi ra đi tự nhiên đi qua nhà ta ngồi bên này, có được không? Mẹ nè đi. Đây. 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 Đây.